Dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều nay ngày 7 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng tốt. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ước đạt gần 2.900 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 3.470 tỷ đồng, lũy kế đạt trên 6.900 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được triển khai quyết liệt, lũy kế hết tháng 2 đạt trên 1.500 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 594 tỷ đồng, thuộc nhóm các địa phương đạt tỷ lệ cao của cả nước. Trong tháng, lượng khách đến Lào Cai đạt trên 538.000 lượt, tổng thu từ du lịch dịch vụ đạt trên 1.800 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, mừng đảng, mừng xuân diễn ra sôi động, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội được quan tâm. Hội nghị đã nghe các báo cáo về tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2024, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn và báo cáo về công tác quản lý hoạt động du lịch. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương phân tích, làm rõ những vướng mắc bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, tâm lý sợ việc, né tránh, không dám làm vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ. Do vậy, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng. Quy hoạch xây dựng ấy thì thẩm quyền là của các đồng chí ở cấp huyện ấy, thì tôi đề nghị các đồng chí phải đẩy nhanh tiến độ. Cái giải phóng mặt bằng tháo gỡ cho doanh nghiệp ấy thì nó tập trung ở cái khoáng sản. Bây giờ cái sản xuất công nghiệp chúng ta rất là căng thẳng. Toàn bộ khu tổ hợp của chúng ta 26 cái nhà máy ở công nghiệp Tầng Nỏ chỉ sản xuất được khoảng độ 70%, tháo gỡ bằng được cái nguồn nguyên liệu cho các nhà máy và chỉ có một cách là đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng để khai mỏ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu bên cạnh việc phát triển kinh tế, các sở ngành địa phương cũng cần quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.